43, 43, 43, 42, 41, 41, 30, 30, 30, 30, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hết chưa? Hết rồi. Đúng không? Đúng chứ. Dấu gì vậy? Mấy điểm? 8 điểm rưỡi. Đọc được không? Được không? Ok à? Ok. Rồi đọc lại coi. Anh nói nè. Mày thấy thì mày thấy chúng ta tìm những mấy cái số 100. Giờ hãy tìm cái số mà mình nói. Nếu mẹ tìm được những mấy cái số mà mình nói, nó số mẹ tìm được chỉ những mấy cái này thì này xong không thì cơm mẹ tới mẹ sẽ đọc những mấy cái số. Thôi rồi mẹ thứ hết đi. Đọc sao mẹ không có biết, con đọc trước đi. Giống như là bị nè. 41, 41, 44, 44, 46. Hãy tìm. Hãy tìm chị giống vậy nè. Thấy chưa? Đây. Giờ mẹ đọc đi. Mẹ đọc số những mấy cái này đi. Người đâu có thấy đường nào. Mẹ đọc ngược lại đi. Người đọc sao, đọc thế nào? Đấy là những mấy cái số khác nhau. Không, và mẹ chọn những mấy cái số không, hoặc là 4, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 8, 10. Đấy, giờ không phải, mẹ cũng phải tính cái số đánh nhau giống vậy nè. À, rồi, thấy rồi, thấy rồi. 14, 14, 24 á hả? Đúng rồi, mẹ đọc, mẹ đọc, rồi, mẹ chọn mẹ đọc 9. 5 số đi. Mẹ chọn số 9 nè. Không phải, phải mẹ, mẹ, mẹ con nói cho nghe này và mẹ hãy tìm số, mẹ hỏi, mẹ hãy chỉ. Rồi bây giờ mình tìm nè, đối với hàng số 66 đâu, 66 đâu gách rồi. Xin lỗi, rồi chứ sao con giới kèo lại cho. 66 đâu? 66 sao? Ờ, phải không? Ừ. Ai 66 đây nè. Đối với hàng tìm số 59. 59 sao, phải không? Đối với hang tìm số 29. Đối với hang tìm số 14. Đối với hang tìm số 23. Đối với hang tìm số 99. 99. Đối với hang tìm số 21. Không biết đâu. Hay quá dữ cho chàng người ta. Đối với hang tìm số gia hăng. Đó là con rồi. Để con đố mẹ đi. Hãy tìm sao? Hãy tìm số 100. Đây. Hãy tìm số 10. Đây. Hãy tìm số 79. Đây. Hãy tìm số 87. Hãy tìm 87 đây. Hãy tìm số 98. Đây. Hãy tìm số 99. Đây. Cửa. À! Sai rồi, ở đâu? Chỉ cho đàng hoàng. Đừng có làm vậy giống như là mẹ bấm biết, giống như là bắt biết vậy. Rồi rồi, đấu tiếp đi. Hãy tìm số 80 88. Đây. Hãy tìm số 84. Đây. Hãy tìm số 74. Đây. Hãy tìm số 71. Đây. Hãy tìm số 7. Mẹ chiến thắng rồi. Để con đọc nữa nhiều hơn sẽ cho biết tay xem. Hãy tìm số 0. Không có. Không phải có luôn à. Thôi để con sửa cho. Đây rồi. Tạm biệt các bạn. Hãy tìm số 0. Mẹ thấy rồi đó. Con mới dễ ra đó. Giờ mẹ đi ra. Giờ mẹ đi. Đây nè.